y khoa của Mỹ thì mình cũng hành nghề cũng 20 mấy năm rồi. Nhưng mà trong 5-6 năm này mình rất là hứng thú về về chuyện cosmetic, về những cái chuyện mà giúp cho cơ thể mình khỏe hơn, đẹp hơn. Chắc cũng mình 50 mấy tuổi rồi cũng bắt đầu he looks good 50 mấy tuổi bắt đầu để ý về chuyện nhiều hơn. 50 mấy tuổi như vậy là quá tuyệt vời. Thì cái cơ hội đây là một cái cơ hội rất là hay, là có những cái sản phẩm rất là tuyệt vời, mà mình càng đọc vào chi tiết vào những cái cuộc thí nghiệm của công ty New Skin với những người bác học ở đó, và những cái thí nghiệm của những cái bác sĩ xung quanh, không phải là chỉ có New Skin không, mà New Skin đã dùng những cái cuộc thí nghiệm đó để mà chế ra những cái sản phẩm cho chúng ta và cho mọi người dùng, để được dùng. Và nó có những rất cái độc đáo, trong đó thì AP24 là một trong những cái loại sản phẩm độc đáo đó mà bây giờ mình thấy mình rất là hot ở trên thị trường ở toàn thế giới này. Bên Việt Nam bây giờ cũng rất là hot về AP24. Mình dùng cái AP24 cũng được cũng 4 tháng này rồi, thì thấy lúc là mình dùng cái sản phẩm này, không những răng mình trắng nhưng mà cái cảm giác cái răng mình nó rất là sạch, nó rất là láng, nó láng cả ngày luôn. Cũng giống như mình cảm giác như mình mới đánh răng vậy đó, mình mới đánh răng trong cái răng mình nó cảm giác láng, phải không? Mà thường kem thường một thời gian 1-2 tiếng sau bắt đầu nó hết láng rồi. Nhưng mà cái kem này thì mình đánh buổi sáng hoặc là đánh buổi tối thì tới chiều nó cũng thấy vẫn láng như thường. Và chắc chắn sẽ có lý do, chắc có lý do phải có lý do tại sao như vậy. Không những vậy mà cái này đây là cái sản phẩm mà an toàn cho rất là nhiều lứa tuổi, từ 6 tuổi trở lên là xài được rồi. Đó là theo công ty. Tại vì cái kem này không có cái loại bleach, tức là cái loại mà thuốc tẩy, hoặc là có cái chất peroxide là một cái loại một thuốc tẩy khác để mà làm răng mình trắng như những cái system khác. Và vì cái peroxide đó là một trong những chất nó làm cho sùi bọt lên khi mình đánh răng. Để dùng những cái sản phẩm mà mình dán lên răng giống như là whitening system của những cái công ty khác, thì cái đó nó sẽ thấm vào răng mà nó làm trắng răng, nhưng mà nó rất là ê, nó rất là đau tại vì cái peroxide hoặc là vì những cái bleach nó bỏ vào trong đó. Thì sản phẩm mình đặc biệt là nó không có bất cứ cái chất đó. Và làm sao nó vẫn làm răng mình trắng được, thì trong đó nó có những cái chất khác giống như là hydrated silica. Và nó có alumina, tức là những hai cái chất mà thường được thông dụng để mà đánh trắng răng. Nhưng mà cái độ của nó đó, khi mà mình đánh răng mà mình đánh chải mạnh quá, ta dùng những cái bàn chải nó cứng quá, hoặc là mình dùng những cái loại đánh răng mà nó có nhiều cát, chất cát trong đó quá đó, mà nó sẽ làm cho cái răng mình mòn. Và thành ra nếu mình thí dụ mình lấy giấy nhám mà mình đánh cái răng mình thì cái răng mình sẽ trắng thôi, nhưng mà cái enamel, tức là cái chất bọc răng bên ngoài, chất men của răng nó sẽ bị mòn đi. Và một thời gian sau thì nó mòn hết cái phần cứng enamel, thì nó vô được cái phần mềm của răng bên trong, đó là có mạch máu, có những dây thần kinh, và bắt đầu nó làm mình bị ê, bị đau. Thế nên những cái hóa chất nào mình thấm sâu vào răng mình cũng làm như vậy hết. Thì cái peroxide nó làm chuyện đó, mà mình dùng cái hydrated silica and alumina nó vẫn làm trắng răng được, mà nó không có làm mình bị ê và nó không có chất độc. Thì cái hydrated silica này, theo mà những người nha sĩ trong bên đây, nó có một nhóm nha sĩ chuyên nghiệp, thì họ có một cái cuộc thí nghiệm và họ đo là nếu mà mình dùng một cái kem với lại cái bàn chải medium là trung bình thôi, mình đánh răng 1000 lần thì cái răng nó trắng bao nhiêu và nó mòn bao nhiêu. Thì họ có những cái con số đó từ 250 trở xuống gọi là an toàn, nếu để mình dùng cả đời. Thì cái số nào nó kêu là RDA scale, relative dentine abrasivity. Abrasivity tức là cái độ mòn đó. Thì cái kem của mình số là 103. Có những cái thứ kem khác nó rất là cao hơn, một thứ kem nó thấp hơn, nhưng mà với cái hữu hiệu đối với cái kem đánh răng của mình đó, thì 103 là con số rất là trung bình và gọi rất là an toàn để mình xài cả đời mà không lo là bị mòn răng. Ngoài ra cái kem này rất là thơm, Vũ rất là thích mùi, you know, vanilla mint. Thì đánh vô thì thấy không những là nó trắng răng mình, nhưng mà cái hơi thở mình nó cũng thơm cả ngày. Thì bên nhóm mình có câu gì đó, Khôi hay nói gì hay đó, một thế giới
không mùi thôi. Thì thấy cái đó là rất là hay rồi. Thì đây cái này là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Nếu mà mình muốn thực sự hiểu biết thì muốn khuyến khích các bạn vô cái website của New Skin, vô AP24, tức là cái sản phẩm. Và cái mình coi cái trang web page đó phía dưới đó thì nó có cái phần nó kêu là nó sẽ có một cái bài cho mình, nó kêu là PIP hay là Product Information Page. Thì nếu mà các bạn xuống thì bác sạn sẽ thấy một cái nó tương tự giống vậy. Đó, nó nguyên hai trang luôn, nó nói rất là kỹ về cái sản phẩm và những cái cuộc thí nghiệm mà những người nha sĩ họ đã làm rồi về cái sản phẩm của mình. Và cái này tốt cho ai xài như thế nào đều có các nghĩa rất là cặn kẽ. Thì khi mà chúng ta là những người chuyên nghiệp về những cái sản phẩm này thì Vũ khuyến khích là các bạn có thể tìm thời gian với Mẫn. Mỗi cái product đều có cái trang này kêu là product information page hết á. Thì các bạn vô đó các bạn đọc và nghiên cứu, rồi mình sẽ có những câu hỏi, những cái câu mình sẽ không có hiểu, thì khi mà mình liên lạc đối với nhau đó thì mình có thể biết được mình sẽ có những cái buổi để mà mình product training để mà trả lời những cái câu hỏi đó. Nhưng mà tối thiểu cái kiến thức về sản phẩm mình phải có, rất là gọi là professional, tức là đầy đủ. Và có thể mình có cái kiến thức đó là mình có thể ra mình so sánh cái product của mình với những product đang cạnh tranh với mình ngoài kia. Thì khi người ta hỏi tại sao tôi phải dùng Colgate hay là tại sao tôi phải dùng cái này mà tại sao product AP24 is better, thì mình sẽ có câu trả lời đó. Vậy là cái điểm chính của AP24, nhất là với cái sản phẩm mà làm cho trắng răng đó, thì cái the main difference, cái sự khác biệt lớn nhất là sản phẩm AP24 của mình, chúng ta không có cái thúc tẩy, cái chất tẩy trong đó, right, trong cái peroxide trong that's đó. That's number one, right? Và cái thứ hai là sẽ không có làm không có mòn răng, không có mòn răng, đúng yeah, rồi, không có làm cho cái răng của mình mòn, cái enamel của mình nó không đúng có rồi, bị chất men của mình đó nó được an toàn. Đâu cái này Katrina cũng rất là thích, là tại vì hồi xưa đó Katrina rất là thích răng trắng mà hay đi dùng mấy cái strip á, mấy cái strip ở bên Việt Nam thì các anh chị cũng chắc cũng thấy cái này rồi, nhiều khi mấy cái tray nữa mình bỏ vô rồi mình bỏ 15-20 phút thôi. Nhưng mà lấy ra cái là nó rất là đau, không uống nước được, không ăn được cái gì luôn, có nhiều cả tuần luôn. Đúng rồi. Cho so, I guess that's mean, vậy là cái đó là cái khác biệt lớn nhất. Với lại cái răng của mình tự nhiên của nó thì nó cũng có một cái độ màu rồi. Cái đó là cái genetic theo cái gene của mình, tức là răng mình sẽ không trắng được như răng người Mỹ. Đúng. Tại vì từ nhỏ đến lớn họ cũng ăn bơ, uống sữa nhiều. Còn Việt Nam mình xã hội mình không hơ sữa nhiều thì là cái độ calcium, độ đặc của cái răng mình nó không có bằng, nó không có đặc thì nó sẽ không có trắng. Thì sẽ hơi đục hơn tí xíu, nó hơi little bit different. Thì cái đó mình cũng phải hiểu thôi. Thì cái sản phẩm này họ đã thí nghiệm rồi thì họ thấy nếu mình dùng nó đều đặn thì cái răng mình sẽ trắng hơn ngay hiện tại bây giờ tới cỡ 63% trung bình. Thì that's improvement, mà mình không có cần phải dùng những cái thuốc tẩy, những cái chất mà có thể gọi là độc tố cho con em mà ngay chính mình. Vậy thì that's actually very good information, là tại vì có nhiều người Katrina biết được là có nhiều người Việt Nam ở Việt Nam và cũng ở tại đây đó, là sometimes họ rất là wondering, họ thích răng được trắng giống như người Mỹ. Mỹ trắng, mà mỗi lần mình thấy những cái tấm hình nào mà có mấy cô mà hay bôi son màu đỏ và trắng thì là trắng, là trắng, là trắng bóng luôn á. Thì họ cứ hỏi là ủa tại sao mà dùng cái kem đánh răng của mình, cái sản phẩm whitening AP24 này tại sao nó không được trắng như vậy, có nghĩa là họ xài một thời gian cái nó tại sao nó không trắng như vậy, có nghĩa là họ vẫn không có hiểu rõ là với người Asian của mình, cái này là đầu tiên đối với người ở đông, tại vì cái dinh dưỡng của mình nó ảnh hưởng cái màu răng trắng mình rất là nhiều. Tại vì khi mình ăn chất đạm, tức là protein đó, mình ăn chất đạm nhiều với mình uống bơ sữa nhiều, nó có nhiều các calcium đó, thì cái men của mình nó rất là đặc, mình nó rất là dày và nó rất là trắng. Right. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ calcium thì nó có lỗ nhiều hơn. Thì cái lỗ thì nó rỗng, thành ra khi mình nhìn mà cái chiều dày của cái men của mình thì sẽ thấy là cái răng mình nó không có trắng, nó hơi đục. Còn những người mà càng thiếu dinh dưỡng bao nhiêu cái răng nó càng tối bấy nhiêu.
thì mình thấy đó là rất là rõ. Cái răng nó chỉ làm trắng được tới tối đa cái độ của cái chất men răng của mình thôi. Của mình trước đây thôi. Okay. Một cách tự nhiên. Okay. Chứ mình nó không có thể làm trắng hơn được nữa, tại vì trong đó nó thiếu calcium. Yeah. Vậy thì bây giờ mình có uống thêm sữa hoặc là ăn thêm protein thì có trắng hơn đâu? Hơi trễ. Yeah. Lúc cái răng mình, lúc mà răng nó đang làm nó đang còn trẻ, thì nó mấy đứa bé là mình phải cho nó ăn đầy đủ dinh dưỡng, phải có calcium, phải có protein, chất đạm đầy đủ thì răng nó sẽ rất là tốt và cứng và trắng. Ok, vậy là với mình là hết thuốc chữa, chỉ có AP 21. Nhưng mà mình cái răng nó sẽ trắng tối đa cái sức của mình có thôi. Ok. Yeah. Vậy thì anh chị nào mà đang có con á, mà con nhỏ mà đang răng chưa mọc hoặc là đang chuẩn bị mọc hay là mọc mới mọc sơ sơ thì anh chị nên cho ăn nhiều uống nhiều sữa, calcium, right? Consent calcium. Calcium với lại chất đạm, protein. Chất đạm, protein. Yeah. Wow, good information các anh chị. Các anh chị nào mà có câu hỏi gì thì các anh chị có thể bấm vào trong cái comment ha. Rồi có thể là mình go beyond răng miệng một chút xíu ngày hôm nay cũng được, nếu mà các anh chị có câu hỏi cho anh Vũ ngày hôm nay. Và đương nhiên là trong tương lai anh bác sĩ Vũ và đương nhiên là trong tương lai thì anh Vũ sẽ trở lại và có những bài training khác của những cái sản phẩm khác, tại vì AP 24 thì nói đơn giản là chỉ có từng đó là đủ information cho mình đi ra ngoài mình chia sẻ với lại cái người đang dùng cái sản phẩm này rồi, nhưng mà những sản phẩm khác thì nó sẽ đặc biệt hơn và đặc đáo hơn để mà chia sẻ thêm. Thì có thể là anh Vũ ngoài cái AP 24 này ra, không biết là còn information gì về cái này mà anh muốn. Thì cái AP 24 này nó có nguyên một cái bộ của nó, thì cái AP 24 mà cái buổi sáng á, thì nó kêu là whitening fluoride toothpaste, thì trong đó ngoài cái độ làm cho răng mình trắng, làm cho răng mình sạch, nhưng mà nó cũng đều có cái chất fluoride, tức là cái chất nó chống ngừa để mà răng mình đừng có bị sâu răng đó, bị hư răng, thì cái đó tất cả sản phẩm là cũng có. Yeah. Thì cái này cũng vậy, nó cũng có basically cái này nó có 0.76% monofluorophosphate. Rồi cái rồi anh chị để ý là có một cái tube khác, cái nắp nó màu xanh lá cây, màu xanh đậm đó, thì cái đó nó có nhiều chất fluoride hơn một tí xíu. Nếu mình đọc kỹ đó, thì thay vì 0.76% thì nó có 0.86%. Mình cứ dùng cái đó bằng đêm, tại mình ăn cả ngày rồi tới tối thì mình cần đánh răng có nhiều fluoride hơn để nó ngừa sâu ăn răng, và nhất là qua đêm rồi. Okay. Tại vì qua đêm mình không có ăn gì hết, buổi sáng mình đánh thì cái mình không cần cái độ fluoride nó cao bằng như là của ban đêm. Thì cái đêm thì thường là nó chống, nó tẩy vôi nơi cái chân răng mình nhiều hơn là cái ban ngày. Okay. Yeah. Rồi ngoài ra nó có cái fluoride. Yeah. Nó có cái nước súc miệng bằng fluoride. Thì mình cũng có thể dùng cái đó để mà ít nhất cái thuốc đó nó vô trong chân răng mình, nó vô giữa mấy cái cạnh răng mình khi mình súc cái miệng. Tại cái bàn chải mình nó chỉ vô được chừng nào thôi, chứ chưa chắc nó vô mấy cái kẽ răng. Thì mình sau khi mình đánh răng, nhất là buổi tối đó, mình dùng cái fluoride mouthwash. Yeah. Yeah. Sau khi mình đánh răng đó, thì nó giúp. Okay. Yeah. Vậy thì trong cái bộ mà Oral Care đó thì bác sĩ có recommend là mọi người, tại vì em biết là bây giờ có nhiều người chỉ có dùng cái chai trắng thôi, có dùng cái whitening thôi. Thì mình có recommend là khuyến khích mọi người nên dùng cả bộ không? Mình thì mình dùng cả bộ. Okay. Tại vì mình thấy cái công dụng, tại sao công ty lúc nào mới đặt câu hỏi là công ty nó làm hai ống, một cái ống màu trắng, ống màu xanh, một cái màu xanh thì xài ban đêm, cái màu trắng thì xài ban ngày. Thì mình cũng lúc nào cũng đặt câu hỏi tại sao nó cái suy nghĩ như thế nào, cái người bác học họ chế, họ lúc nào họ cũng có một cái dụng ý. Thì mình đi tìm cái câu trả lời đó. Thì đó là cái mà mình có thể mình vô được từng sản phẩm một, mình đọc cái product information page ấy, thì mình sẽ hiểu là cái này nó khác nhau như thế nào. Okay. Thì mình buổi tối thì mình xài cái màu xanh, buổi sáng mình xài cái màu trắng, mình buổi tối thì mình dùng cái fluoride mouthwash. Còn cái xịt nó mà phải không? Cái xịt nó thì good for your breath, but it also have some supplemental really? Yeah, thì cái đó nó vừa... Như là em có trong đây để em lấy ra. Nó có những cái gì bác sĩ? Đó, thì trong cái này đó thì key thing nó cũng vậy, nó cũng có black friday ingredient. Trong đó nó có cái polyzamer 338, cái polyzamer 407. Cái đó là cái proprietary, cái đó là chỉ có công ty
Chỉ có công ty New Skin mới có, nó kêu là AP24 Proprietary Blend. Thì cái đó là nó có, cái đó là an toàn, nó không phải là hóa học, là mình có thể nuốt nó, không có sao hết á. Nhưng mà có hai cái chất đó là nó có cái kêu là long chain, để mà nó bọc cái răng mình, thành ra cái cảm giác nó láng cả ngày. Hồi nãy mình có chia sẻ là nó cảm giác láng đó, là vì nó có cái proprietary blend trong đó. Thì trong đó nó có, thì trong cái breast spray này nó cũng có cái đó. In there they call it polyzamer 338 and polyzamer 407. Yeah, that's what keep, nó bọc cái răng của mình. Hôm nay Katrina quên một điều, đó là mình nói về một bộ của oral care mà mình không có cả bộ. Nhưng mà bây giờ mọi người cứ, cái này là chai màu nắp xanh hồi nãy bác sĩ có nói đó, về cái fluoride, right, anti flake, fluoride toothpaste. Cái này mình xài một đêm. Và cái này đưa vô từ từ. Cái này là chai AP whitening toothpaste của mình đang dùng cho trắng răng đúng không? Là chai nắp trắng ha, hai cái nắp khác nhau. Và rồi cái này thì dùng mỗi ngày cho miệng thơm hơn, cho thơm miệng và nó bọc cái răng mình nữa. Ok, bọc răng. Thì khi mà mình ăn á, đồ ăn nó sẽ không được stain đúng không bác sĩ? Ok, so cái này cũng rất là tốt nha mọi người, nên dùng mỗi ngày. Và đương nhiên có thêm một cái chai mouthwash nữa. Ngày hôm nay mình không có mouthwash, nhưng mà basically một bộ luôn AP 24. Có một cái Katrina mình quên mất tiêu nè. Cái chữ AP, có người hỏi Katrina là AP 24 có nghĩa là gì? Bác sĩ có tìm hiểu về cái chữ hai cái chữ này nó xem cho cái gì không? Đó chú gái mình cái đó thật sự không hiểu cái đó, chắc là mình phải tìm hiểu sau. Tìm hiểu cái trẻ trắng dùng chữ AP. Dạ, một lần Katrina hiểu được cái con số 24 có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ. Có nghĩa cái này nó bảo vệ 24 tiếng đồng hồ. And I think A stand for anti and P flag. Flag, so now you know. So you know AP24, tại vì có cái là Katrina quên cái resource là tìm ở đâu. Nhưng mà chỉ nhớ trong đầu nó có một người nói với Katrina như vậy. Cái con số 24 này là 24 tiếng. Và A là anti và plaque là plaque. Oh, interesting. Now you know. Anti-plaque 24 hours. Yes, anti-plaque 24 hours. And that's what AP24 stands for. Okay, can you? That was not in the product information page. That's why I say somebody told me about it. Nhưng mà anti-plaque tiếng Việt là gì? Anti-plaque là chống lại vôi. Chống vôi. Yeah. Okay, so A là anti mà P Black là vôi. Yeah. So, chống lại vôi 24 tiếng nha các anh chị. Đó là lý do tại sao nó gọi là AP24. Okay. Alright, awesome. Anything else? Yeah, about that's good. Bác sĩ có thể nhá hàng chút xíu là next time you might talk about other stuff. Oh, trời ơi, sản phẩm mình có rất nhiều cái rất là hay. Thì kỳ này á, mình rất là excited về AP24. Nhưng mà những cái sản phẩm khác giống như là Glacial Marine Mud cũng rất là popular, nếu như rất là thích cái đó, thì có thể lần tới mình nói chuyện cái đó. Okay. Những cái product khác nó rất hay, giống như là Soul Solution cũng rất là hay. Về skincare, tức là về da đó, thì mình rất là thích về skincare. Thì nhất là chống về lão hóa, thì mình có công ty mình có rất nhiều những cái sản phẩm thật là độc đáo. Okay. Thì mình có thể mình nói về cái đó next time. Nhất là cái bộ True Face. True Face. Yeah. I think you do research on that. Yeah. Bác sĩ rất là thích học các anh chị, cho nên là luôn luôn tìm hiểu và luôn luôn học hỏi. Chị Dung có một câu hỏi này, bác sĩ Vũ ơi, APM muốn có giúp trắng răng cho những người bị vàng răng do kháng sinh tetracycline? Yeah. Cái này nó không có thể mà thay đổi được sau khi mà mình uống tetracycline. Có một số trụ sinh mình uống vô nó có thể vàng hoặc là đen răng hoặc là xám răng. Những cái đó thì nó thật sự nó từ trong cái tủy và trong cái phốt của răng nó ra. Còn cái này là mình cố gắng mình đánh ở ngoài vào thôi, thì nó chỉ giúp được cái lớp ngoài của răng, chứ cái chiều dày của cái enamel nó dày như vậy thì mình đánh được cái phía bên ngoài này thôi. Còn cái răng mà đã bị vàng, bị xám hoặc là bị stain từ trong máu ra, tại vì uống thuốc trụ sinh là nó từ phía bên trong mà nó ra, thì là cái thuốc này nó không có thể nó penetrate được hết vào trong này. Yeah. Cái đó thì mình không có cái cách nào khác. Nhiều khi mình thẩm mỹ thì mình có thể dùng veneer, mình có thể thay đổi bằng cách vậy thôi. Nó là cosmetic, thì mình có thể thay bọc cái răng, những cái veneer nó trắng, thì cái đó mình có thể làm được, nhưng mà không có thay đổi được cái màu răng mà nó đã bị xám bởi thuốc trụ sinh. Yeah.
Có nghĩa là đã bị từ trong thì chắc chắn là không có thay đổi được. Tại vì mình không biết nào mà đánh, không có chất nào mình dùng mà nó thấm qua được hết cái men răng mình được. Okay, very informative. Ok, thank you các anh chị. Nếu anh chị nào còn có câu hỏi gì thì cứ post trong cái link video này rồi bác sĩ Vũ sẽ trả lời cho các anh chị sau. Các anh chị nào có bất cứ một câu hỏi gì liên quan tới sản phẩm thì cũng nên post lên trên đây hoặc là nhắn tin ở trong đội nhóm của mình để Katrina biết là các anh chị đang có nhu cầu gì đó. Thì mình có thể là mời những người expert giống như bác sĩ để lên đây để chia sẻ và trả lời cho các anh chị. Thank you các anh chị so much. Cảm ơn bác sĩ Vũ rất là nhiều. You're welcome, my pleasure. Yes. Yeah.